Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với trang 140-141, sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 bộ sách Trên Trời Sáng Tạo, ôn tập cuối học kỳ 1. 1. Kẻ vào vở hai cột AB theo mẫu dưới đây, sau đó nối tên thể loại ở cột A với đặc điểm phù hợp, được nêu ở cột B, giải thích lý do tại sao. Giải thích lý do bạn tạo ra các đường nối giữa hai cột A và B. A là thể loại kiểu văn bản, B là đặc điểm. Ở cột A, tùy bút tản văn, văn bản nghị luận, truyện thơ dân gian, truyện thơ nôm, văn bản thông tin, bi kịch. Ở cột B, lần lượt là các ý. Thứ nhất, lựa chọn bằng chứng phù hợp, cụ thể, tiêu biểu, xác thực để làm rõ, để làm sáng tỏ lý lẽ. Thứ hai là không có cốt truyện, giàu tính trữ tình và tính nhạc. Thứ ba là được triển khai theo một cảm hứng chủ đạo, một tư tưởng, chủ đề nhất định, ngôn ngữ giàu hình ảnh, chất thơ, chất suy tưởng, chính luận. Thứ tư là có cốt truyện, kết cấu đơn giản, kết hợp giữa tự sự và trữ tình, phản ánh cuộc sống của nhân dân cũng như khát vọng về tình yêu, tự do, hạnh phúc và công lý. Thứ năm, sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin, nhiều dạng trình bày, dạng chữ, dạng hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, v.v. Nhiều phương thức biểu đạt, thuyết minh, miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận. Thứ sáu, thể loại tự sự bằng thơ, định hình từ thế kỷ thứ 17, phát triển mạnh từ nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19. Thứ tám, có cốt truyện đơn giản, nhân vật có chức năng tạo ra thế giới con người. Thứ 9, nhân vật chính thường có bản chất tốt đẹp, có khát vọng vượt lên và thách thức số phận, nhưng cũng có những nhược điểm trong hành xử hoặc sai lầm trong đánh giá. 2. Hãy tóm tắt hai trong số các văn bản đã đọc ở học kỳ 1, trong đó có một văn bản truyện thơ, một văn bản bi kịch. 3. Tóm tắt những điểm cần lưu ý khi đọc hiểu một văn bản theo các thể loại dưới đây. Có thể tóm tắt dưới hình thức lập bảng, tùy bút tản văn, truyện thơ, bi kịch. 4. Nêu một số điểm tương đồng, khác biệt về cách miêu tả, thể hiện nhân vật. Thị kính trong hai văn bản, thị màu lên chùa, trích trèo cổ Quan Âm thị kính, sách ngữ văn 10 tập 1. Và thị kính nuôi con cho thị màu, trích truyện thơ nôm Quan Âm thị kính, sách ngữ văn 11 tập 1. 5. Nêu và phân tích một đặc điểm chung nổi bật của nhân vật bi kịch, thể hiện qua hai nhân vật Vũ Như Tô và Hamlet trong các văn bản đã học, trích Vũ Như Tô và Hamlet, sách ngữ văn 11 tập 1. 6. Nêu ít nhất hai điểm tương đồng, một điểm khác biệt về đặc điểm thể loại giữa tùy bút và tản văn, minh họa bằng dẫn chứng lấy từ tác phẩm đã học, đã đọc. 7. Chỉ ra một số điểm khác biệt trong cách đọc hiểu một văn bản thông tin tổng hợp và đọc hiểu một văn bản nghị luận. 8. Thế nào là các phương tiện phi ngôn ngữ? Việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản thông tin tổng hợp có tác dụng như thế nào? Minh họa bằng một số dẫn chứng lấy từ các văn bản đã học. 9. Chỉ ra một số điểm tương đồng và khác biệt trong cách sử dụng hình ảnh, minh họa và các phương tiện phi ngôn ngữ khác nếu có ở hai văn bản sau: Đồ gốm gia dụng của người Việt, Phan Cẩm Thượng, Người trẻ và những hành trang vào thế kỷ thứ 21, Đỗ Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Đức Dũng. 10. Lập bảng tổng hợp những điểm đáng ghi nhớ về yêu cầu khi viết văn bản thuyết minh, có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như là miêu tả, biểu tự sự, biểu cảm, nghị luận. 11. Lập bảng so sánh và chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt về yêu cầu đối với tiểu bài khi viết văn bản thuyết minh về một đối tượng hoặc quy trình hoạt động, có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận và báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. Báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội và văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội. Văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, truyện thơ và văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, kịch bản văn học. 12. Lập bảng tổng hợp về các tri thức tiếng Việt cần ghi nhớ đã học ở học kỳ 1. 13. Viết đoạn văn khoảng 300 chữ bàn về một trong hai nội dung: Từ nỗi oan của nhân vật thị kính trong văn học, nghĩ về sự cần thiết và tầm quan trọng của sự minh oan. Từ cuộc đấu tranh cho lẽ sống của các nhân vật bi kịch như Vũ Như Tô, kịch Vũ Như Tô, Hamlet, kịch Hamlet,
nghĩ về việc theo đuổi mục đích lý tưởng sống của thanh niên ngày nay. Thanh Tùng diễn đọc, vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.